Chào mừng tất cả anh em đã quay trở lại với số thứ 6 của Tổng Nhân Công Nghệ và lại là mình Nami đây. Ngay bây giờ thì các bạn hãy cùng với mình đi điểm qua tất cả những tin tức nóng hổi có trong bản tin tuần này nhé. 1. Lộ diện thiết kế Intel DG2XE, các màn hình rời đầu tiên của Intel. 2. NVIDIA xác nhận sẽ sản xuất CPU. 3. Lộ diện hình ảnh AMD Radeon RX 6000 phiên bản 2 quạt và 3 quạt. 4. PS5 chính thức có giá bán. 5. RTX 3090 sẽ có review vào ngày 24 tháng 9 lúc 8 giờ tối. Trong vài tuần vừa qua thì cư dân mạng đã ngập ngụa trong rất nhiều những tin tức về chiếc card RTX 3000 của nhà NVIDIA cũng như là các thông tin về chiếc RX 6000 tới từ nhà AMD rồi. Nhưng mà bên cạnh đó thì nhà Intel cũng lặng lẽ do gì những cái thông tin về chiếc card DG2 mới nhất của mình, và chính xác thì đây là một cái thiết bị giúp cho các bạn có thể tăng tốc đồ họa. Theo như các hình ảnh dò dỉ, Intel DG2 sẽ có bộ nhớ là 8GB GDDR6 và CPU Tiger Lake dòng H. Bộ nhớ 8GB GDDR6 này thì có băng thông là 256 bit và rất có thể là chứa 512 EU so với 32 EU trên các card onboard CPU phổ thông. Ngoài ra thì chúng ta cũng có tin đồn rằng phiên bản 384 EU cũng sẽ xuất hiện, nhưng mà chỉ có 6GB GDDR6 và băng thông là 192 bit. Trên trang tin video card nói rằng thì họ có hình ảnh sơ đồ khối của Intel DG2, và sơ đồ này thì chỉ ra rằng diện tích đế của nó là 189mm² của phiên bản 384 EU. Và nếu như các bạn nhìn kỹ hơn thì sơ đồ khối này có thiết kế kiểu MXM và thường thì sẽ hướng đến các sản phẩm dành cho laptop. Có 6 chip nhớ trong ảnh, tương đương với 6GB GDDR6. Và ngoài ra thì một vài thông tin nữa cũng được dò dỉ, kiểu như là kết nối USB Type-C dành cho Thunderbolt 4 hoặc là Virtual Link. Để đáp trả lại thông tin Intel sẽ làm cả rời, NVIDIA đã hé lộ rằng chúng tôi cũng làm CPU. Vào thứ hai vừa rồi thì NVIDIA đã mua lại công ty ARM từ SoftBank với giá là 40 tỷ đô la. Cũng trong cuộc họp báo về giao kèo mua lại này, CEO của NVIDIA đã được một phóng viên của The Next Platform hỏi rằng liệu NVIDIA có thể triển khai lõi Neoverse của ARM trong một thiết kế CPU nào đó hay không? Và vị CEO này thì cũng đã trả lời bằng một cách gián tiếp rằng NVIDIA sẽ có thể làm CPU nếu như thị trường có nhu cầu. Ông cũng trả lời toàn bộ hệ sinh thái xung quanh ARM sẽ là giải pháp để NVIDIA xây dựng cho khách hàng một con chip tùy biến hoặc là bán tùy biến theo yêu cầu từ NVIDIA. Như vậy thì chắc chắn không lâu nữa chúng ta sẽ thấy được những chiếc CPU mang nhãn hiệu NVIDIA được sử dụng trong các trung tâm dữ liệu hoặc là lĩnh vực công nghệ nào đó. Nhưng mà để cho khách hàng gaming phổ thông như chúng ta thì có lẽ là sẽ khá lâu nữa đấy. Với sức ép quá nhiều đến từ chiếc card RTX 3000 bởi hiệu năng tăng gấp đôi so với thế hệ cũ từ nhà NVIDIA, thì AMD đã bắt buộc phải dò dỉ rất nhiều những thông tin liên quan đến hiệu năng của chiếc RX 6000 của mình. Tuy nhiên ở đây, hiệu năng vẫn là một ẩn số lớn mà chỉ có thiết kế là rõ ràng mà thôi. Thứ hai vừa rồi thì AMD đã cài cắm phiên bản RX 6000 trong tựa game Fortnite, nhưng mà thật sự thì nó không sắc nét cho lắm. Vậy nên thứ tư vừa rồi, các hình ảnh render có thể được coi là chính xác của RX 6000 đã xuất hiện trên các trang mạng nước ngoài. Ở phiên bản render sắc nét này thì chúng ta có thể thấy là 3 quạt sử dụng đều là quạt dạng ASIO giống như ASUS. Tông màu chủ đạo ở đây sẽ là đỏ và đen, đầu cốc nguồn sử dụng 2 đầu 8 pin phổ thông. Và ngoài phiên bản 3 quạt ra thì còn có sự xuất hiện của mẫu 2 quạt nhìn giống cái bếp lò cũ của NVIDIA RTX 2000. Về thiết kế thì vẫn không khác nhiều cho lắm, chỉ là giảm số lượng quạt và giãn cách chúng ra xa nhau hơn mà thôi. Nói chung theo mình, các thiết kế này khá cơ bản và không có gì mới mẻ cho lắm, hóng hiệu năm là chính các bạn ạ. Trong bản tin số lần trước thì mình cũng đã công bố cho các bạn về giá bán của chiếc Xbox Series X và Xbox Series S từ nhà Microsoft với mức giá là 499 đô và 299 đô rồi. Ngay sau đó thì nhà PlayStation cũng đáp trả lại bằng cách là tung ra giá bán của chiếc PS5 với mức giá sẽ là 499 đô cho phiên bản thông thường và 399 đô cho phiên bản không có ổ đĩa. Nếu như tính ra tiền Việt Nam thì nó sẽ loanh quanh đâu đấy khoảng là 12 triệu đồng và 9,5 triệu đồng. Nhưng mà các bạn lưu ý ở đây sẽ chưa gồm có thuế cũng như là phí các bạn nhé. Tuy nhiên thì nói gì mà nói, với một chiếc PS5 mà về tới Việt Nam với mức giá của em nó dưới khoảng độ tầm 14 triệu thì mình nghĩ đây chính xác là cái bản console thực sự xứng đáng để các bạn có thể mua. Và để kết thúc bản tin ngày hôm nay thì các bạn hãy cùng xem một video clip ngay sau đây nhé. Anh em có thể nhìn thấy ngay trên màn hình đây chính là chiếc RTX 3090 mà chúng mình đang có. Thực sự là do hạn chế về vấn đề RDA hay còn gọi là thỏa thuận không tiết lộ thông tin, thế nên là chúng mình cũng không thể nói gì nhiều về chiếc card này trước khi mà review chính thức được tung ra vào 8 giờ tối ngày 24 tháng 9 được.
Và ở đây thì mình chỉ có thể đưa ra một câu kết luận trước dành cho anh em. Đó là nếu như anh em đầu tư vào chiếc 3090 này thì hãy chuẩn bị sẵn sàng một chiếc màn hình 4K 144Hz để có thể chơi các tựa game đỉnh cao, vì nó có thể chạy mượt mà, cực kỳ mượt mà đấy các anh em ạ. Vậy là tàu nhanh công nghệ số thứ 6 của chúng ta đến đây là kết thúc. Hẹn gặp lại tất cả các anh em vào số thứ 7 tuần sau, được phát sóng vào 9:30 sáng Chủ nhật. Còn bây giờ thì Nami xin phép xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Bye bye!